Hồng Phượng kính chào quý vị và các bạn thân mến. Ở Việt Nam có chiều dài bờ biển hơn 3.000 km và việc tắm biển thì năm nào cũng có thể tắm, nhưng để tắm biển nhân tạo thì thỉnh thoảng mới được tắm một lần. Hôm nay Hồng Phượng xin giới thiệu đến quý vị một cái khu vực cuối cùng trong khu du lịch Đại Nam, đó là biển nhân tạo. Đây là con đường mà chúng ta có thể đi từ cái khu tham quan vườn thú sang cái khu biển nhân tạo nha quý vị. Con đường cây xanh hai bên rất là đẹp. Thì chúng ta cũng đã đến khu vực biển nhân tạo nè quý vị. Nhìn ở ngoài cổng thì thấy cũng khá là đông đúc, bởi hôm nay cũng là cái ngày đầu của năm mới 2023. Khi mà mua vé vào thì chúng ta sẽ có cái giá vé là 150.000 cho người lớn và 50.000 cho trẻ em cao từ 1 tới 1m4 nha quý vị. Ở đây thì nhạc xuân liên khúc mở rất là lớn nên Hồng Phượng phải tắt âm thanh. Rất tiếc không được nghe tiếng sóng. Nhưng mà nếu trong video mà Hồng Phượng thấy chỗ nào mà một ít không có tiếng nhạc thì Hồng Phượng sẽ mở tiếng sóng cho quý vị nghe. Và nó rất là giống như là biển thật sự vậy. Biển Đại Nam được xây dựng trên diện tích khoảng 2,2 hecta và tổng diện tích mặt nước khoảng 20.000 m2. Chiều dài bờ biển lên đến 1,4 cây số và sức chứa khoảng mấy chục ngàn khách lận quý vị. Đây cũng được xem như là biển nhân tạo lớn nhất Việt Nam, với chiều dài bãi tắm, công trình vui chơi và hệ thống sóng nhân tạo có thể cao đến 1m6. Quý vị và các bạn thấy không, quang cảnh rất là đẹp. Biển Đại Nam thì cái quang cảnh ở đây không có thua kém gì so với cái bãi biển tự nhiên. Và biển ở đây được xây dựng giữa lòng có cái dãy núi hùng vĩ theo cái kiểu hình thức tạo sóng kép. Dọc bờ biển là một cái rừng dừa đây quý vị. Và đây là một cái loại cây đặc trưng của vùng biển. Tất cả sẽ tạo nên một cái vùng biển rất là lớn và có sức hấp dẫn, không thua kém gì so với biển tự nhiên. Ở đây theo Hồng Phượng thấy thì rất là trong xanh và cũng khá là sạch sẽ. Bên cạnh đó thì quý vị nhìn thấy ở đằng xa kia là có cái tòa lâu đài, và trên biển thì có những cái đảo nhỏ và hệ thống tạo sóng mang lại cảm giác rất là chân thật cho du khách.